Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay Minh Anh xin được mời quý vị gặp gỡ với một khuôn mặt rất là trẻ, một dòng sáng tác cũng rất là trẻ thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn. Anh đến thăm San Diego của chúng ta và xin được tâm tình với quý vị khán thính giả cũng như giới thiệu dòng nhạc Vũ Hữu Toàn đến với quý vị khán thính giả gần xa. Trước hết, Vân Anh xin chào anh Vũ Hữu Toàn. Vũ Hữu Toàn xin chào chị Vân Anh và quý vị của đài VNTV. Anh thấy cái không khí cũng như khí hậu của San Diego khác với Maryland phải không anh? Dạ đúng. Dạ, dạ vâng. Vào lúc này là mùa hè đó chị, thì có sự khác biệt rất là lớn. Là ở bên đây thời tiết dễ chịu, mát và nó buổi tối nó còn hơi lạnh lạnh nữa. Đúng rồi. Bên Toàn đó hả là nóng, bây giờ thời gian này đang rất là nóng và nó ẩm. Thành ra nó làm người mình nó rít giống như là bên Việt Nam vậy đó. Thưa anh, thật sự ra đó tại California thì chỉ có ở San Diego thôi. San Diego được ví giống như là Đà Lạt của Việt Nam, tức là cho dù mùa hè nóng như thế nào nhưng mà tối tối đó thì trời cũng se lạnh thưa quý vị. Đó là lý do mà Vân Anh rất là yêu San Diego. Thưa anh, thưa quý vị, Vân Anh được biết là nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn đã sáng tác từ năm anh mới có 15 tuổi tại Việt Nam. Thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết là anh định cư tại Hoa Kỳ bao nhiêu năm rồi? Và khi mà anh đến Hoa Kỳ thì anh tiếp tục sáng tác hay là anh có gián đoạn một thời gian để đi học, đi làm, hội nhập vào đời sống mới không anh? Dạ vâng, Vũ Toàn theo gia đình đi sang Mỹ năm 1990, diễn HO, thi thứ ba, lúc đó là HO mới bắt đầu là HO2. Wow. Dạ, thì nguyên gia đình đi sang đây tháng 4 năm 90, HO2. Dạ. Và vâng, xin lỗi chị. Thì Toàn sang đây thì thời gian đầu Toàn vấn đề học hành. Yeah. Sau khi ra trường rồi Toàn trở lại viết nhạc tiếp, gián đoạn của một thời gian. Yeah. Yeah. Sở trường của anh là sáng tác tình ca, nhạc quê hương hay là thể loại như thế nào anh? Dạ, Toàn sở trường thì thích viết nhạc tình, nhạc tình lãng mạn. Nhạc về quê hương thì cũng không phải là chủ đề, là chủ đề về quê hương, nỗi nhớ quê hương xa xứ thì có chị. Người nhạc sĩ cũng như là người ca sĩ Việt Nam nào mà anh thích nhất cũng như là tạo cho anh có một cái niềm cảm hứng khi anh sáng tác vậy anh? Nếu mà nói như nhạc sĩ thì có rất là nhiều, em đam mê mỗi người có một cái nét hay. Có nhiều sáng tác của những người rất là nổi tiếng và những người cũng không có nhiều tên tuổi mà em cũng thích. Đúng rồi. Vâng, vâng. Thành ra em cũng không muốn nêu tên một ai rõ ràng tại đúng, vì em tôn trọng tất cả các nhạc sĩ. Cho đến hôm nay thì anh đã sáng tác bao nhiêu nhạc phẩm rồi? Dạ, cho tới hôm nay thì Toàn viết được 470 bài. Wow. Dạ. Và cho Toàn nói rõ một chút xíu là trong 470 bài đó thì 140 mấy bài do Toàn viết nhạc và lời hết. Còn lại thì khoảng chừng 330 bài thì toàn phổ thơ hoặc là đọc những cái bài viết của ai đó đăng trên mạng này kia, toàn đọc xong rồi toàn cảm được thì toàn viết ra nhạc. Nhạc phẩm đầu tiên mà anh sáng tác là lúc đó anh bao nhiêu tuổi cũng như là ở đâu và nhạc phẩm đó tên là gì anh? Nhạc phẩm đầu tiên Toàn viết là mùa xuân năm 1987. Lúc đó Toàn đang học lớp 10. Còn mới vô lớp 10 đang ở Việt Nam. Wow. Dạ, dạ, những năm cuối cùng ở Việt Nam đó. Thì Toàn viết bài nhạc có tên là Dẫu tim quặn đau. Dạ, lúc đó là lớp 10, 15 tuổi. Thưa quý vị, xin được giới thiệu dòng nhạc Vũ Hữu Toàn đến với quý khán giả gần xa. Anh có cái trang Facebook mà quý vị có thể vào để biết thêm về Vũ Hữu Toàn cũng như là những cái tác phẩm của anh. Quý vị vào Facebook và chỉ cần đánh vào dòng nhạc Vũ Hữu Toàn là quý vị có thể biết những cái sinh hoạt của anh. Thưa anh, được biết là tại Maryland thì cộng đồng người Việt của chúng ta không có đông bằng California. Và đương nhiên là những cái sinh hoạt về văn nghệ cũng không được phong phú bằng California. Hoặc là nói một cách chính xác hơn là tại Orange County. Thì anh có tham gia những cái sinh hoạt ở Maryland không anh? Dạ vâng, thì sinh hoạt âm nhạc ở bên đó so với bên đây thì rất là yếu. Bên đây Toàn sang đây Toàn thấy vui lắm, rất là vui và ca nhạc bên đây Toàn rất là đam mê, rất là thích bên đây. Bên khu Toàn ở đó thì càng ngày càng đông người Việt Nam, sinh hoạt cũng
gọi là yếu lắm thì cũng có, nhưng mà nó cũng không có nhiều, không có nhiều. Thì Toàn cũng có sinh hoạt, thực sự đó thì ngày xưa thì có một thời gian Toàn sinh hoạt rất là mạnh ở trên mạng đó, và rất là vui. Rồi sau đó thì Toàn có một cái sự yên tĩnh, thì Toàn rút lui về bốn bức tường ở nhà mình, và mười mười hai năm rồi thì Toàn viết và Toàn chú tâm vô và Toàn viết nhạc. Rồi gần đây thì Toàn mới trở lại sinh hoạt ở trong cộng đồng người Việt ở bên tiểu bang Maryland và Virginia. Vâng, thưa quý vị, Vinh Anh nghe cái tâm tình này cũng không phải là một mình anh Vũ Toàn, mà cũng với một số những người nghệ sĩ khác. Có những lúc người nghệ sĩ chỉ muốn một mình, và trong cái lúc một mình đó thì cái sức sáng tác của họ đó nó càng nhiều hơn, và những cái nhạc phẩm nó càng hay hơn, phải không anh? Anh thấy nó có đúng với anh như vậy không? Và cảm thấy là nó có một cái lợi thế rất là nhiều lúc mà mình, từ cái thời gian mình dành cho nhạc, âm nhạc không đó, thay vì mình bị chi phối bởi những hoạt động mà xung quanh, thì nó bận rộn của cuộc sống hàng ngày, phải không anh? Dạ, anh thấy rằng với những người nhạc sĩ trẻ giống như anh, sáng tác chỉ vì niềm đam mê và không chọn con đường âm nhạc là một cái nghề sinh sống của riêng mình, thì anh thấy với cái technology ngày hôm nay tại hải ngoại, anh thấy nó có lợi như thế nào và nó có những cái bất lợi như thế nào? Dạ vâng, thì quý vị cũng biết là Toàn đây là hoàn toàn là đam mê cả. Đúng. Có công việc riêng hàng ngày, mà hoàn toàn là đam mê. Cái sự đam mê nó chứng tỏ qua 30 mấy năm rồi thì Toàn vẫn viết nhạc như vậy, Toàn không có bỏ vì lý do gì khác. Thì cái niềm đam mê này Toàn rất là vui, là Toàn hy vọng Toàn sẽ tiếp tục nữa. Toàn hy vọng là được quý vị gần xa ủng hộ, lắng nghe những bài nhạc của Toàn. Toàn có đăng ở trên cái trang Facebook cũng như trên YouTube. Thì bài nhạc một khi mà mình viết ra, mình luôn mong mỏi nó tới người nghe, mình chia sẻ tới người nghe. Thì Toàn hy vọng là quý vị sẽ đón nhận nó, và Toàn sẽ có nhiều cái cảm hứng để viết thêm, giới thiệu thêm những bài nhạc khác cho quý vị nghe. Vâng, đúng thưa quý vị. Chúng ta là người khán giả, cái người nhạc sĩ họ cứ mang ra một nhạc phẩm giống như là sinh ra một đứa con, phải không anh? Cho nên rất là muốn được khán thính giả khắp nơi đón nhận. Một trong những cái nhạc phẩm nào mà anh tâm đắc nhất? Câu này rất là khó nha chị. Khó lắm, tại vì nếu mà mang 470 bài của Toàn ra mà lựa một bài, những bài còn lại nó thế nào nó cũng đình công thôi. Câu trả lời của anh rất là hay và rất là khôn thôi. thì thực sự đó là có những bài vào những cái thời điểm nào đó thì Toàn thích hơn những bài khác, vào một cái thời điểm như những cái khi mình ngồi một làn gió đi ngang, mình nhớ một cái bài nhạc nào đó của mình, hay là một cái ngày mà thật nắng mình nhớ một bài nhạc khác. Thì Toàn nghĩ mỗi cái bài nhạc nó tùy theo một cái môi trường, một cái không gian và thời gian, mình thích nó hơn. Vâng, ngay lúc này thì Toàn có nhiều bài lắm, Toàn nghĩ là mình không có đủ thời gian để Toàn nói ra hết những bài nhạc đó. Dạ vâng. Anh khi mà anh sáng tác một bài nhạc đó thì anh tự hòa âm, hay là anh sẽ có sự giúp đỡ của những đồng nghiệp khác để giúp anh hòa âm cái bài nhạc đó, cũng như là để đưa cái bài nhạc đó đến với khán giả gần xa? Nói một cách cụ thể hơn là khi mà anh sáng tác xong một cái nhạc phẩm đó rồi, thì nhiều khi mình phải làm sao để nó trở thành một cái video, hoặc là bỏ lên YouTube để có nhiều người xem anh. Thì anh tự làm hay là có những người khác giúp đỡ anh? Dạ, cả hai chị. Vì Toàn viết cũng khá nhiều rồi đó, 470 bài thì nếu mà nói gửi tất cả những bài nhạc nó đi thì nó là một số lượng rất lớn. Thì trong đó Toàn có gửi một số bài để thâu âm, hòa âm ca sĩ hát, và những đa số những bài còn lại đó là do Toàn tự ôm đàn guitar rồi hát. Thì cũng may mắn là được quý vị trên Facebook ủng hộ nhiệt tình, thành ra Toàn vẫn thử và thấy mọi người có vẻ thích thì Toàn vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay, là Toàn đàn hát rồi bỏ lên, có người cũng giúp làm video này kia. Rất là cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, chính quý vị khán thính giả sẽ là người nuôi dưỡng cái bầu nhiệt huyết của nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn để anh tiếp tục sáng tác và tiếp tục cống hiến đến cho chúng ta những cái nhạc phẩm sắp tới. Và thưa quý vị, tới đây thì Vân Anh xin được mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của dòng nhạc Vũ Hữu Toàn. Thưa quý vị, hai nhạc phẩm. Thì bây giờ Vân Anh xin mời quý vị thưởng thức. Anh sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm nào trong cái thời điểm này, trong cái không khí của San Diego, thì anh sẽ chọn nhạc phẩm nào? Bài đầu tiên là Toàn nghĩ nó bài có lẽ thích hợp nhất ngay bây giờ, đó là bài
Lời Dịu Dàng. Lời Dịu Dàng. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Vâng, thưa quý vị, Lời Dịu Dàng, sáng tác Vũ Hữu Toàn, do chính tác giả gửi đến quý vị qua phần đệm guitar. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Và sau đây xin mời quý vị nghe bài Lời Dịu Dàng, là một bài Toàn viết từ một giấc mơ. Khi mà Toàn ngủ, Toàn mơ nhiều lắm, đặt lên xuống ngủ là mơ, mà thường hay mơ về nhạc. Và khi mà thức giấc dậy, Toàn mới biết đây là không phải là một bài nhạc của ai, mà do mình, của mình. Thành ra Toàn vội vàng ôm đàn và viết lại bài nhạc này. Xin mời quý vị cùng nghe. Chim hiền bao la như trời mây rộng, êm êm như hạt mưa chiều rơi rơi mênh mang, nồng nàn dịu êm cho mây tiến chân trời, ngọt ngào tình thân mang hương ấm cho đời, quyện vào hồn sao rất là nhiều.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Dịu Dàng, sáng tác Vũ Hữu Toàn, do chính giọng hát của tác giả cũng như là phần đệm guitar của anh. Quý vị thấy có dịu dàng không quý vị? Anh Toàn ơi, đến đây thì quý vị khán thính giả, Vân Anh tin chắc là quý vị cũng rất là nôn nóng được biết thêm về dòng nhạc của anh. Thì một lần nữa mời quý vị vào thăm cái trang Facebook của anh, đó là Dòng Nhạc Vũ Hữu Toàn. Cái Facebook đó, đó là kết bạn rồi anh accept mới được hay là cái đó là public page anh? Dạ, cái trang đó thì em mở cho tất cả mọi người vào. Dạ vâng. Có thể kết bạn với em. Dạ vâng. Để thấy được những cái mỗi lần mà em post bài nhạc lên á, thấy dạ, nó nhanh hơn. Dạ vâng. Thì nên kết bạn và nên follow, nhấn cái nút follow đó. Dạ vâng. Subscribe thì tốt hơn. Dạ, còn nếu không á, ai mà ngại thì không có cần kết bạn cũng được mà vẫn theo dõi. Dạ vâng. Quý vị vào thăm trang nhà Dòng Nhạc Vũ Hữu Toàn, quý vị không cần kết bạn, quý vị cũng có thể theo dõi được những cái sinh hoạt văn nghệ của anh. Anh có một cái dự tính gì về sinh hoạt văn nghệ sắp tới cho anh không? Dự tính thì nhiều lắm chị ạ. Nhưng mà trước mắt á, là tất cả những dự tính của Toàn á, đều lệ thuộc vào sự ủng hộ của khán giả, các nơi gần xa. Thì hy vọng đó là nếu mà các bạn nghe nhạc của Toàn thích á, thì follow mạnh lên nha. Và lên và cho Toàn biết. Có thể nếu mà ai cảm thấy mà thích hát bài nhạc nào thì liên lạc với Toàn và Toàn còn nhiều bài nhạc khác nữa. Vâng, và quý vị có tất cả những ý kiến đóng góp với nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn, anh cũng rất là sẵn sàng lắng nghe ý kiến của quý vị. Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ với người nhạc sĩ trẻ của chúng ta tại California, đặc biệt là tại San Diego, và biết đâu chừng chúng ta sẽ có một buổi nhạc nho nhỏ ấm cúng với sự góp mặt của Vũ Hữu Toàn cũng như là một số anh chị em ca nhạc sĩ tại San Diego gửi đến quý khán giả gần xa, phải không quý vị? Và thưa quý vị, đến đây thì nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm kế tiếp, và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc phần tâm tình của nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn đến với quý khán giả của VNTV. Thì đây là nhạc phẩm gì thưa anh? Vâng, Toàn xin chuyển hướng đi một chút xíu. Cái nhạc phẩm thứ hai này nó hoàn toàn khác bài lúc đầu. Bài thứ hai này nó có cái tên là Mong Gì Ngày Đến. Mong những ngày nến. Mong gì ngày đến. Mong gì ngày đến. Dạ, dạ. Nó có một cái hướng đi hoàn toàn khác bài nhạc đầu. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm này xin gửi đến quý vị như một lời chia tay của nhạc sĩ Vũ Hữu Toàn đến với quý khán giả của San Diego, và mong sẽ được gặp lại. Cảm ơn chị rất là nhiều và xin cảm ơn quý vị. Đài VNTV cảm ơn đài đã cho Toàn cái cơ hội này để nói chuyện với quý vị, và hẹn gặp quý vị trên trang mạng Facebook. Cứ liên lạc và viết cho Toàn biết nha những gì quý vị cảm nghĩ. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Dòng thời gian cứ trôi lặng lẽ, bình minh qua để rồi hoàng hôn lại về. Mấy trẻ thơ hôm nay đã lớn, chị và anh tuổi đã nhiều hơn. Mẹ và cha tóc trắng bạc phơ, ngày hôm nào núi cao nào khó, mà giờ đây mệt nhoài bàn chân bước chậm. Nhìn cha tôi hôm nay đã yếu, nhìn mẹ tôi đứng ngồi khó khăn, mà lòng nghe từng xót xa. Mong gì ngày đến chờ ngang.
quanh ta một phần thịt xương ta. Trôi lặng lẽ bình minh qua để rồi hoàng hôn lại về. Mấy trẻ thơ hôm nay đã lớn, chị và anh tuổi đã nhiều hơn. Mẹ và cha tóc trắng bạc phơ, ngày hôm nào núi cao nào khó. Mà giờ đây mệt nhoài bàn chân bước chậm, nhìn cha tôi hôm nay đã yếu, nhìn mẹ tôi đứng ngồi khó khăn mà lòng nghe nghe từng xót xa. Mong gì ngày đến để rồi biệt ly, mong gì ngày qua và một mai con người khác.